Đúng rồi, em biết là trong ẩm thực thì Jennie ghét gì và lý do vì sao mà Rose Blackpink hay đi ăn lẩu. Câu hỏi đầu tiên nha, Jennie ghét gì? 3, 2, 1, rau mùi. Là các bạn Blink cũng biết rồi đúng không, là Jennie cực kỳ là không có thích rau mùi. Và có hôm mà đi xem concert thì các bạn fan đã đặt một câu hỏi rất là to là Jennie ơi cho rau mùi một cơ hội được không, và cuối cùng bà ấy đã kiểu never. Và tiếp tục câu hỏi thứ hai đó chính là vì sao Rose Blackpink lại hay đi ăn lẩu? Là vì lẩu ngon à? Không phải nha, là bởi vì là cái sốt lẩu nha mọi người, là cái sốt đậu phộng cùng với rau mùi đó. Rose rất là thích ăn rau mùi. Đấy, thế cái đợt đi concert Việt Nam mình hóa trang thành rau mùi để cho bà ấy chú ý.